Hello anh em, hôm nay là ngày 27 tháng 7 ha, cũng là ngày thương binh liệt sĩ. Thì lời đầu tiên là em xin chúc anh chị được luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công mới. Thì hôm nay em sẵn dịp xem lại những cái cây mai xù Singapore mà em làm ghế lúc 25 tháng 6. Thì hôm nay nó được một tháng mấy ngày đó anh chị. Thì đây là những cái cây mai lỡ mùa, hoành hoành gốc nó là em ngón tay út đó anh chị đó. Thì sau một tháng mấy ngày nè thì nó cho ra được bộ rễ như vậy nè anh chị. Thì đây là những cái cây mai lỡ mùa đó. Thì em làm rễ là em dùng thuốc kích rễ cực mạnh bên em ha, và kích chồi. Thì đây là bộ đôi mà vườn em sử dụng để làm rễ ha. Đây là dòng thuốc kích rễ cực mạnh. Khi anh chị khắc da bôi thuốc thì anh chị lựa những cái cây mai từ hoành gốc nó em không hút á, cho đến là hoành gốc bằng cây huyết long. Thì cái này nó em với ngón tay út của em á, 7-10 thì nó cũng bằng đầu viết cây huyết long ha, đầu nhỏ đó ha. Thì những cây này là lỡ mùa cho nên em làm rễ cốt ý là để khi mà nó ra bộ rễ thì nó ra bộ rễ khủng ha anh chị. Thì những cái cây mai lớn như vậy thì nó ra rễ chậm hơn là những cây mai nhỏ nha anh chị. Những cây mai nhỏ thì nó tầm là 15 đến 20 ngày. Còn những cái cây mai này thì nó tầm từ 15 từ 10 20 ngày cho đến 1 tháng thì nó mới phúng vào rễ ha. Thì cái cây này á, là làm được 1 tháng 2 ngày 3 ngày gì đó. Bữa 25 bữa nay 27 cũng như 1 tháng 2 ngày thì nó ra cái bộ rễ là được 3 phân 4 phân rồi anh chị ha. Đây là cái cây chiều cao nó gần 9 tấc anh chị. Chiều cao nó 9 tấc. Đó. Còn những cây này là nó trong lúc nuôi dưỡng là em thấy nó nở củ xù cho nên em để xong rồi em mới làm gì? Làm rễ ha. Thì nó ra bộ rễ như vậy. Đó. Cây này cũng vậy, nó bể xù luôn rồi anh chị. Nó cộm hết trơn từ dưới gốc lên ha. Đó, nó ra cái bộ rễ như vậy đó anh chị. Thì anh chị muốn điều hoài thì mình phổi ha. Chứ nếu để thật nhiều thì nó lên cái phần giá thể luôn nè anh chị. Đó, lên tới trên nè. Chứ nó bộ rễ là bộ rễ tầng dưới nằm dưới đây. Bộ rễ tầng tầng dưới là nằm dưới đây nè, ngay cái mặt cắt á. Cho nên là anh chị khi anh chị làm rễ ra nhiều rồi là anh chị phủi ha. Nó giống như những cái cây này là nó ra đều vai nè. Đó. Chị thấy đã không? Thì những cái cây lớn như vậy thì mình cũng sử dụng là bôi nguyên chất luôn anh chị. Đó. Bôi nguyên chất luôn. Bôi nguyên chất mặt cắt phía trên ha. Thì làm rễ thì khắc da bôi thuốc thì anh chị cũng đã biết rồi ha. Những anh chị làm ở trên YouTube đó, thì cũng đã biết rồi, em chỉ nói sơ thôi ha. Đây anh chị thấy không? Bộ rễ nè. Em làm là những cái cây mai này mai lớn nè. Còn những cây giảo Tân Châu nó còn lớn nữa. Thì tới chừng định kỳ mà em thăm rễ em sẽ cho anh chị xem ha. Thì đây là dòng thuốc cực mạnh nha anh chị. Mình khắc da bôi thuốc là để nguyên chất. Còn mình tưới á, là mình đúng 10 ngày thì mình pha là 0,5cc cho 1 lít nước mình tưới luôn ha. Chứ không cần tưới nhiều nha anh chị. Không cần tưới nhiều. Tại vì dòng này là dòng cực mạnh. Chỉ một chai, chỉ một loại thuốc này. Khi anh chị khắc da bôi thuốc nè. Rồi dưỡng mai suy yếu nè. Kích rễ mai phôi nè. Mai gừng nè. Mai chiếu thủy nè. Mai tứ quý nè. Chỉ xài một chai này thôi. Khi anh chị tưới mai phôi, thí dụ như cái mai con mà anh chị cắt rễ rễ chuột đó, thì anh chị không cần nhúng thuốc ha. Sau khi mình cắt rễ chuột cho nó ổn định cỡ khoảng 3-4 ngày thì anh chị pha 0,5cc cho 1 lít nước mình tưới. Thì tầm cỡ khoảng 20 ngày là bộ rễ nó ra đầy đủ ha.
Còn những cây mai lớn, mai mà khắc da bôi thuốc thì cây mai nhỏ thì mình cũng vẫn tưới là 0,5cc, khắc da bôi thuốc là toàn bộ pha 0,5cc cho mình tưới, đúng đúng 10 ngày mới tưới ha anh chị. Còn bình thường là anh chị cứ giữ ẩm, làm sao cái giá thể không ướt, cái chậu đó phải thoát nước thì nó cái độ ra rễ rất là nhà gà đạt. Còn nếu nó ỉ ứ nước là nó không bao giờ ra rễ ha, nó ra rễ chậm mà lại là ra rễ không đều vai vế ha, nó bị sức sức môi sức mẻ đó. Cho nên chị cần lưu ý là cái chậu mình làm sao để cho nó thoát nước. Cái thứ hai là nắng, không để nắng bị táp ha. Mình lắp giá thể không được sâu quá mà không được cạn quá nghe anh chị. Cạn quá thì ví dụ như có ngày nào mà nó nắng quá thì nó táp là nó không ra rễ ha. Mình lắp cái rễ từ 2,5 phân cho đến 3 phân là được rồi ha. Khi mình chị tưới vô thì nó còn có khoảng 2,5 phân là được. Đó, anh chị thấy có bộ rễ này biết bao nhiêu cọng rễ. Cái cây này nó lên tới mặt giá thể mà giống mà xù bên em này đang làm rễ mà nó bể xù luôn anh chị. Đó. Thì anh chị giống này là cũng giống chuẩn nha anh chị. Đó, rễ này, rễ rất là to. Cây những cái cây này là cây lớn không nha anh chị. Đó. Cây bằng ngón tay út không đó. Em ngón tay út. Từ 7 10 ngón tay út cho đến ha. Anh chị xem qua cho vui ha. Thì có anh chị nào mà giao lưu thức rễ em thì cứ alo cho em là 0765034579 để em hướng dẫn tận tình ha. Bên em thì dòng kích rễ nè, kích rễ này cực mạnh nè, có màu vàng vàng cánh gián. Còn cái kích chồi thì anh chị làm rễ này được cỡ này rồi đó, thì anh chị pha kích chồi vô ha, để cho cái cây mai của mình nó bổ sung dinh dưỡng, để nó đi đọt và nó kích rễ thêm ha, nó hỗ trợ phần kích rễ. Thì ở đây là em làm như vậy đó. Cho nên là khi anh chị có giao lưu thuốc kích rễ bên em thì cứ làm y chang như em thì nó sẽ có đạt hiệu quả tốt. Còn nếu anh chị nào mà có làm nhiều, làm có kinh nghiệm nhiều hay hơn thì mình làm đạt hiệu quả hơn ha. Thì em sau cùng là em chân thành cảm ơn anh chị em đã giao lưu thuốc kích rễ trong những tháng vừa qua. Trong thời gian vừa qua em rất cảm ơn ha. Thì đây là những cho anh chị xem, đây là những cây mai dảo Tân Châu mà em cũng làm là ngay bữa 25 tháng 6. Thì hôm nay nó ra bộ rễ như vậy nè anh chị. Đó. Nó lên cái giá thể này luôn. Thì em đã xịt kích chồi được một lần nè anh chị, thì nó đang bung đọt nè. Nó ra cứng cái bầu ở trên. Thì anh chị nhận về là biết là cái cây nào nó ra rễ hay không ha. Nè chị thấy không đó, nó ra rễ cứng ngắc mặt bầu ở trên đó. Nè rễ rất là to ha anh chị, rễ rất là to nha đó. Cứng bầu hết rồi nè, nhận xuống nó không xuống nè. Thì bây giờ là mình pha kích chồi ha. Cái kích chồi bên em là chỉ pha 1cc cho một lít nước mình xịt ha, từ cây lớn cây nhỏ cho đến cây làm rễ ha. Còn đây là những cái cây mai mà trong thời gian mà em làm là nó có những cái cây mà nó không chi tàn, nó không bị thoát thân, nó cao quá đó, là em cắt thúc rễ nè, cắt đôn tàn luôn. Thì hôm nay nó được hai tuần lễ thì nó nảy mầm mình anh chị. Thì sau khi mình cắt thúc rễ nè, cắt co tàn lại thì mình vô giá thể lại, rồi mình sẽ tưới Riomingon lần đầu tiên ha. Riomingon có thể pha chung với Atonis, còn ở đây thì em không pha ha, em tưới Riomingon không. Xong 3 ngày thì em sẽ tưới kích rễ. Đó, em tưới kích rễ xong sau 4 ngày thì em phải phun kích chồi, thì hôm nay nó sẽ ra như vậy anh chị. Em cắt rất là thấp ha. Rất là thấp, chỉ có 2 lóng tay thôi ha. Thì hôm nay ra chồi nè anh chị. Nó ra chồi đây, ra chồi nhặt mắt luôn nha anh chị. Ra chồi nè, ra chồi đều cây luôn ha, tỷ lệ sống rất là cao ha. Tuy là em để ngoài trời không bao giờ che nắng luôn ha,
tại lúc này thời tiết này là ấm áp đó. Còn đây là những cái gốc nè anh chị, em cắt lấy gốc luôn đó. Những cái gốc này nó sẽ dễ sẽ lên cho một cái cây mai hình thú hoặc là hình quái ha. Bánh bao, anh chị thấy không? Nó gã tràn phúng tròi hết rồi ha. Thì như vậy là tới cử ngày mai em sẽ xịt kích chòi một phao chung bò chỉ em xịt ha. Cỡ này mà anh chị không xong xịt bò chỉ thì nó sẽ ăn mầm của mình ha, hoặc là sâu hoặc là bọ, nhện đỏ rồi đó. Nó bung chòi lên luôn rồi đó anh chị. Bung mầm lên hết rồi. Đó, có những cây nó lên 3-4 thược luôn anh chị. Đúng nữa ra là người ta sẽ để trong nhà lưới nhà mát ha, nhưng mà em không để luôn, em để ngoài nắng luôn ha. Đây là cây cắt đôn rồi đó. Còn cái hàng nhỏ, cây nhỏ này là cây đế thú và cái gốc mà em trồng lại nó sống nè. Còn đây là những cái cây mây phôi nè anh chị. Mây phôi nè. Em chờ nó hơi khô khô nè, không ngày mưa quá em chưa tưới kích rễ ha. Thì thuốc bên em là dòng kích rễ hữu cơ cho nên là xanh lá, bền lá, dày lá và tuổi thọ của cây rất là cao. Ở đây là thuốc của em kích chòi và kích rễ là 75% là lượng hữu cơ ha. Cho nên nó rất là xanh, bộ lá rất là đẹp. Rất là dày lá nè anh chị. Gà tược tới dưới gốc luôn nè anh chị. Rồi cuối cùng em xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian vừa qua ha. Thì chúc anh chị luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công mới trong năm 2024 ha. Có anh chị nào cứ gọi cho em giao lưu thuốc kích rễ thì cứ gọi số 0765034579 để em hướng dẫn tận tình và được có một cái cây mai của mình như ý ha. Cây này là nó nở cũ nè anh chị. Anh chị thấy không? Những cây này rất lớn, rất già nha anh chị. Chiều cao cả 9 tấc anh chị. Nó đã nu nách nhánh rồi nè anh chị. Nu nách nhánh luôn á. Và nó bể xù, có những cây nó bể xù luôn nè anh chị. Đó. Rồi, mến chào anh chị. Chúc anh chị luôn luôn được hạnh phúc và thành công mới trong năm 2024.